Mới đây, theo một trang báo mạng xã hội cho biết, từ sau ngày có mặt tại biệt thự trăm tỷ của Bầu Thụy, thì giọng ca nhí đang ngầm nhận đại gia Ninh Bình làm cha nuôi đỡ đầu cho mình trong thời gian sắp tới. Cụ thể, thêm một người tham dự trong bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty của đại gia Nguyễn Đức Thụy cho biết, anh vô tình nghe được ca sĩ nhí gọi ông bầu bằng ba nuôi khi đang nói chuyện với vị đại gia này và có cả thầy Ngọc Sơn bên cạnh. Tin tức vừa được tung lên đã khiến cho mạng xã hội được một phen dậy sóng. Rất nhiều anti-fan và trang chủ của tờ báo này để mắng Cường một cách thậm tệ. Họ cho rằng, một ca sĩ mà không có đủ nhân cách tốt đẹp như Cường thì không đáng là nghệ sĩ. Hay nói, việc Hồ Văn Cường hôm nay có thể quay lưng lại với cố ca sĩ Phi Nhung thì tương lai Cường cũng sẽ làm như thế với Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Rất nhiều câu từ khiếm nhã được đăng tải để xỉa xói tên tuổi của Cường trên khắp các diễn đàn. Phóng viên chúng tôi đã phải vào cuộc tìm hiểu vấn đề này để cho cư dân mạng nói riêng và công chúng nói chung một lời giải thích thỏa đáng từ người trong cuộc. Hôm qua, phóng viên đã có buổi làm việc với người đại diện từ phía đại gia Nguyễn Đức Thụy. Vì bận lịch công tác ở xa, nên vị đại gia này đã ủy quyền cho người đại diện truyền thông của mình để giải đáp những nghi vấn về các tin đồn thất thiệt đang lan truyền khắp mạng xã hội. Được biết khi được phóng viên đề cập đến việc liệu mối quan hệ giữa Bầu Thụy và ca sĩ nhí Hồ Văn Cường có phải là mối quan hệ cha nuôi con nuôi như mạng xã hội đưa tin hay không, thì được người đại diện trả lời, tôi xin thay mặt cho ông Nguyễn Đức Thụy, tức Bầu Thụy, được khẳng định lại một lần nữa là không hề có chuyện ông Đức Thụy nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi như một số trang báo đã đưa tin. Việc ông Thụy đứng ra hậu thuẫn hay hỗ trợ cho Cường là vì yêu quý phẩm chất và tài năng thiên phú của em, chứ không hề giống như cộng đồng mạng đã đề cập đến. Vậy anh nghĩ sao khi có rất nhiều tin đồn cho rằng Bầu Thụy đang cố tình giúp đỡ giọng ca đất Cà Mau nhằm đánh bóng tên tuổi của mình, từ đó nâng cao giá trị bản thân của ông ấy để thuận lợi hơn trong kinh doanh sau này, hay việc Hồ Văn Cường cố tình dùng lòng yêu thương của Bầu Thụy để giúp mình quay trở lại showbiz lần nữa, giữa hai người họ như có một thỏa thuận quy tắc ngầm nào đó. Bản thân ông Đức Thụy là một doanh nhân rất thành đạt và vô cùng nổi tiếng trên thương trường tại Việt Nam. Những công sức Bầu Thụy bỏ ra và đầu tư đã khẳng định được vị thế và danh tiếng của ông trên khắp các tỉnh thành của đất nước, nên thiết nghĩ không cần đến Cường thì ông ấy cũng đã được công chúng biết đến. Còn về phía Hồ Văn Cường thì chúng tôi cũng xin có những chia sẻ chân thành, là một cậu bé vừa tròn 18 tuổi và cũng từng được nuôi dạy bởi một người mẹ nuôi đức độ và biết đối nhân xử thế như cố ca sĩ Phi Nhung, cộng thêm tài năng thật sự của mình thì tôi nghĩ rằng em ấy có đủ bản lĩnh để quay trở lại sân khấu mà không cần thiết phải dùng ai đó để lăng xê cho chính mình. Dạo gần đây chính bản thân tôi cũng đã nghe thấy một tin đồn hết sức hoang đường là việc ông Đức Thụy yêu quý Cường như con ruột. Quan hệ cha nuôi con nuôi cũng rất tốt, nên ông Thụy quyết định để cho Cường có quyền thừa kế hợp pháp ngang nhau giống như các con ruột của mình. Nghe qua là các bạn cũng tự thấy nó hoàn toàn không hợp logic và không hề có thật. Vậy mà, nhiều người vẫn có thể tung ra những tin đồn như vậy. Các bạn nghĩ sao trước thông tin Hồ Văn Cường nhận Bầu Thụy làm cha nuôi? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé!